Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh tin tức 24 giờ. Các bạn thân mến, thời gian qua liên tục có các lùm xùm xảy ra trong giới kinh doanh, khiến cho báo giới tốn không ít giấy mực để phân tích, đồn đoán hoặc thậm chí là công kích các tập đoàn, tiêu biểu như chủ tịch Dũng của tập đoàn Tân Hoàng Minh hay chủ tịch Quyết của tập đoàn FLC với phi vụ bán chui cổ phiếu lớn nhất từ trước tới nay. Mới đây một tỷ phú khác lại làm tốn không ít giấy mực của báo chí khi đăng đàn trả lời phỏng vấn sau khoảng 2 năm kín tiếng. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh rất nhiều hoài nghi về doanh nghiệp của ông đang lên cao vì chính những quyết sách mà ông và tập đoàn của mình đã đưa ra. Người mà chúng tôi muốn nói ở đây, các bạn có đoán được ai hay không? Nếu chưa thì mời các bạn hãy cùng xem hết video sau đây để cùng có câu trả lời. Vâng, là người đàn ông mà mình muốn nhắc tới đây chính là chủ tịch tập đoàn Vingroup, tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Mới đây thì ngài chủ tịch đã có cuộc trao đổi với báo VN Express, qua đó trả lời quan điểm của ông trước rất nhiều câu hỏi được báo chí nêu ra trong thời gian qua. Sự kiện này ngay lập tức được đông đảo các trang tin đón nhận với thái độ rất tích cực, thế nhưng liệu rằng nó có đáng tin cậy, và cùng phân tích sâu thêm các bạn nhé. Vâng, khi được hỏi về quan điểm của mình trong các cách làm từ thiện, nhất là trong đại dịch Covid-19, chủ tịch Vingroup đã nói: